ban đầu tiên mình cũng quan tâm tới việc mà những cái máng chỉnh da, máng cong này nọ, nếu mà có thể mình không có phụ thuộc vào hãng hay gì đó, mình muốn tìm hiểu. Chứ mình cũng không có quen thuộc với láp hay là với những cái cụ này đâu. Nhưng mà mình thấy thì đến đây mình thấy đúng là người Đức, sản phẩm từ người Đức, và người Đức thì cái tác phong của họ là vậy á. Là mình thấy thao tác thì khá là đơn giản thôi, nhưng mà họ hay cái là ví dụ như cái máy họ chỉ cần scan cái barcode là nó in ngay trong cái máy hết trơn luôn đó, và nó canh chính xác. Và cái chỉ cần scan cái barcode trên cái vật liệu là cái máy nó để trong đó hết, và nó làm hết, nó chính xác tới từng cái mà mình thấy, giống như là cái chế độ làm nóng chẳng hạn ha, mỗi vật liệu khác nhau. Và làm ra cái sản phẩm thì thao tác nó ít lắm, nhưng mà mình rõ ràng mình nhìn những cái này mình biết các láp ở đây sao. Chúng mình thấy những cái khí cụ, ví dụ như những cái khí cụ Olay hay là những cái khí cụ tháo lắp rồi, mình thấy là máy rồi ra mà xong đẹp đẹp, cũng giống như là một người kỹ thuật viên ngồi mà họ chỉ khó làm thủ công bằng tay cái giai đoạn này đó, thì mình thấy nó tiết kiệm rất là nhiều sức lực cho các kỹ thuật viên ha, và ra cái kết quả rất là đẹp. Thực sự thì em cũng có mua máy rồi nhưng mà chưa có thực tiễn để xài, cho nên là muốn đến cái buổi ngày hôm nay để mình có thể là mình hiểu được cái cách vận dụng và thực hành cái máy. Thì hôm nay bác chia sẻ rất là chi tiết và có những cái tip rất là hay để về mình làm lâm sàng được tốt hơn. Thì em thấy những cái sản phẩm làm ra nó rất là tinh xảo luôn và tiết kiệm công sức của người kỹ thuật viên rất là nhiều. Thì ví dụ như trước khi mua máy thì mình có thể phải làm gửi láp, thì bữa nay có máy rồi thì mình có thể ứng dụng được nhiều kỹ cụ nhanh, chính xác. Chị cảm thấy là chuyên gia chia sẻ rất là tận tình, và mình biết được thêm nhiều cái ứng dụng của máy này. Tại vì bản thân mình đã mua cái máy này rồi, và chủ yếu mình sử dụng để ép máng trong suốt. Rồi bây giờ qua cái buổi này thì mình biết được thêm nhiều cái ứng dụng, nhiều cái khí cụ mình có thể làm với cái máy này. Cái máy này chị thấy là nó chính xác, dễ sử dụng, với lại là đa dụng. Mình cảm thấy cái chất lượng sản phẩm nó tốt, và cảm thấy cái miếng vật liệu nó làm cho cái cụ nó rất là nhìn nó chuẩn chỉnh hơn là mình làm bằng tự làm ở nhà.